thật xót thương cho người phụ nữ không may mắn như bao người phụ nữ khác, cũng từng có chồng có con, nhưng cuộc sống không được hạnh phúc. Đó là chị Pha, 51 tuổi, đang ở trên căn nhà sập sệ nhỏ xíu, trên đất ở đậu của người ta. Chị chia sẻ, lúc mới có chồng rồi hạ sanh ra được một người con trai, chưa kịp vui mừng thì bỗng dưng chị bệnh đột ngột khiến phải liệt hai chân, đi không được. Và cũng ngay thời điểm đó, người chồng đã bỏ hai mẹ con của chị. Kể từ đó, chị phải chống chọi lại căn bệnh của mình và gồng gánh nuôi con thơ. Đến thời điểm này, hàng ngày chị phải vất vả lắm mới lớp lên chiếc xe lăn để đi bán vé số mỗi ngày, chỉ kiếm được khoảng 70.000 đồng. Nhưng cách chị di chuyển xe đi bán khá là cực khổ, ai xem cũng đều xót thương. Mặc dù cuộc sống không như ý, nhưng chị không từ bỏ mà gắng gượng dậy để kiếm tiền mỗi ngày để ăn giữa hai mẹ con. Hiện tại người con trai của chị 24 tuổi rồi, nhưng công việc làm kiếm tiền cũng bấp bênh. Và để hiểu rõ hơn câu chuyện này như thế nào, Cao Hớn xin kính mời cô bác anh chị em theo dõi hết video này mới thấy được nỗi xót xa dùm cho gia cảnh của chị Pha ạ. Xem cảnh này, ai cũng xót thương cho hai mẹ con cháu Vẹn ở Vàm Cống, thuộc xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Người mẹ bị bệnh ảnh hưởng đi đứng không được bình thường, nhưng hàng ngày phải lặn lội đi bán từng tấm vé số rất khó khăn để kiếm tiền nuôi con gái 16 tuổi bị bệnh liên quan về thần kinh, lúc tỉnh lúc mê. Rồi khoảng 5 năm trở về trước, người chồng bỏ mặc hai mẹ con ra đi, để lại cho chị càng lúc khó khăn hơn về cuộc sống gia đình. Đến thời điểm này, qua lời chia sẻ về cuộc sống hiện tại mà mấy anh em ngồi đây nghe không khỏi xót xa. 50 cộng 50. 100. 100 cộng 100. Thôi vui nha con, có mấy chú tới thăm vui ha. 100 cộng 100 là nhiêu? 200. 500 cộng 500. Chịu. Hay ha, vậy là biết mà. Bình thường, vui ha. Vui ha. Cười ngon. Thấy được hoàn cảnh quá khó của cả mẹ và con đều bị bệnh, nên Cao Hớn mình cũng gửi ít quà trợ giúp cho đỡ phần nào trước mắt. Để hiểu rõ hơn câu chuyện về hai mẹ con cuộc sống khó khăn trên căn nhà ở tạm và ở đậu của người khác như thế nào, mời cô bác anh chị hãy theo dõi hết video này mới hiểu rõ được ạ. Chị ơi. Dạ chào chị. Đang làm gì chị? Bà nói chuyện yếu xìu à. Nè chiếc xe lăn của chị đi bán vé số mỗi ngày nè. Tôi ra đây nè. Chị ra đây nè. Đi được không? Bà lết không à. Lết không à. Lết không hả? Lết không à. Nhà chị hơi nhỏ, do đó là ra đây trò chuyện với mấy em ha. Cái nhà nhỏ xíu gì à? Hai nghe nói hai mẹ con ở. Chị nhớ em không? Lúc trước có từng ghé đây mấy lần để cho gạo cho này cho kia đó. Hôm nay có mấy anh em nè tới đây thăm. Trời ơi khó khăn đây kìa. Rồi vậy sao chị lết lên xe bán vé số được? Mình nên làm luôn hả? Mình nên làm từ từ. Rồi bữa nay bán được nhiêu tờ giấy số rồi? Có mấy chục tập á. Trời ơi. Rồi cô ở đây với ai? Giờ ở đây với ai? Ở đây đứa con. Rồi đứa con đâu rồi? Đứa con cũng, nó cũng đi hoài à. Lớn chưa? Lớn tuổi chưa? Lớn đây. Khoảng nhiêu tuổi rồi? Nó 24. Con trai hay con gái? Con trai. Có đi làm gì không? Cả. Chị xích ra đây đi chị. Tại vì nhà xin lỗi nhà chị hơi chặt, mấy em ngồi ngoài cho nó rộng chút xíu ha. Dạ. Trời ơi. Chị năm nay bao nhiêu rồi? Quên rồi. Năm nay em 51. 51. Con chị 24 rồi ha. Dạ. Rồi tối chị ngủ ở đâu? Ngủ trong cái phòng bên trong. Rồi ai ngủ ở đây? Đây có thằng trai. Thằng trai ngủ phòng trước này hả? Dạ. Vậy đi bán vé số ngày được nhiêu tiền? Một ngày kiếm được 70 ngàn. Rồi lúc đó chồng mình đâu mà mình có con?
Cái đó không còn đi được. Không có lúc đó chồng đi đâu rồi? Chồng đi mặt chồng thấy bệnh gì đó. Thấy chồng bỏ luôn. Trời ơi. Thấy chị bệnh rồi bỏ chị ha. Ừ. Bỏ lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi ha. Rồi lúc trước chị có bị gì không? Lúc trước chị không còn đi. Lúc trước còn đi được hả? Dạ. Lúc trước là còn đi bình thường thì chồng ở ha. Còn sau khi mà chị bị bệnh thì chồng bỏ. Rồi lâu không có gì hâm không? Cũng không luôn. Trời ơi. Không có gì hâm luôn. Chàng ơi. Lúc trước cả con đi như mấy anh ạ. Hình như bình thường vậy đó. Rồi từ hồi sao mà nó bị như gì? Từ ngày mà âm thanh nhỏ đó. Xanh hả? Cái bị luôn. Xanh nó nhỏ ra là bị cái này tôi gọi là bệnh gì chị? Cái này ha, ra bây giờ bữa chân còn tê á. Bây giờ từ hồi lúc mà giống như bị liệt quá. Chồng bỏ tới giờ nè, rồi chị có suy nghĩ cảm giác buồn gì không? Mới bắt đầu thì buồn. Buồn gì? Cái ghi cận cái cũng đi bán cái thao đầu ra. Cái đi bán nợ nụ con. Người con tới mấy chục tuổi luôn. Tuổi mình ban đêm mình có khóc không? Mới ra trời khóc nha. Mới còn kiến ra trời hết trời. Quen. Khóc hết nước mắt rồi còn nữa đâu khóc. Rồi từ nãy giờ chồng có gì hâm không? Không luôn. Không luôn ha. Quê ông ở đâu? Quê ở Trà đó. Cô không biết luôn. Rồi sao cái nhà mình nhỏ gì mà đủ ở hả? Cũng như là cái đợt chậu ngủ cho chậu nấu ăn được rồi. Có chỗ ngủ ăn được rồi ha. Cái đúng nhà này là đất của chị hay của ai? Đất của ông Út ở Đậu á. Chàng ở Đậu luôn ha? Dạ. Rồi con trai có hương chị không? Cũng cũng có thời nên học mà ít. Không có đi làm gì không? Cả này làm sao mai á, mà con nghĩ vậy. Làm sao mai? Nhưng mà hàng ít đó làm ít ngày thôi ha. Là cô nuôi nó từ nhỏ tới lớn. Nuôi từ nhỏ lớn. Là tối là em trai đang ngủ ở đây. Nó đang gây gạo được bà con cho. Hình chỉ là bán là cơm cá bắp mắt à. Rồi chị đi bán vé số gì đó, rồi bà con thấy thương chị đó mà người ta có trợ giúp cho thêm gạo hay là thêm tiền không? Gạo thì nhiều. Hình ta anh thân đã đủ ăn à. Thân nhiều quá anh thở chuột ra ăn đó. Chắc là chị nhận đủ ăn thôi chứ không dám nhận nhiều gạo của người ta cho. Khi nào mà nhận đó. Tốt mà quá. Ăn hết á thì nhận nữa. Ăn hết mới nhận cũng nữa. Cũng nhờ trên đủ ăn rồi. Trời ơi, tốt quá ha. Rồi hiện tại cái căn bệnh của chị gì nè, có ảnh hưởng đến chị đau nhất hay là có uống thuốc men gì không? Có uống thuốc đó. Có uống thuốc? Uống thuốc thêm hộ luôn. Hình trò cảnh nè. Vậy như vậy sao mà chị bà lết trên cái xe bà đi bán cái số mình ên được rồi, hay ta? Hàng ngày ai nấu cơm mà chị ăn nè? Cũng nấu được. Nấu cơm được ha. Rồi con trai có ăn cơm nhà không hay là nó ăn cơm ở đâu? Nó ăn cơm nhà hả? Nhiều khi nấu không kịp á. Cái nó ăn cơm tiệm. Bữa nào đi bán về trễ rồi là nấu cơm không kịp là con đi ăn cơm ở tiệm ha. Rồi giờ con trai đi đâu rồi? Cũng nhờ nó mặn, nó đi chơi, nó mặn có buổi á. Mặn buổi rồi đi mình, chơi. Có biết quê chồng mình ở đâu không? Cũng không đó. Không luôn ha. Không đâu. Sao mà mình không biết? Cũng là qua quên thầy. Là hồi lúc trước hai người quen nhau hay sao? Cũng như người ta chạy chứ không có quen. Rồi ở được bao lâu mà chồng bỏ? Chạy được cái anh đó cộng đó. Lúc sanh ra là chị bệnh rồi chồng thấy vậy khó khăn rồi không ở với chị nữa hả? Không luôn. Một tháng là gọi bỏ luôn. Trời ơi. Là hai vợ chồng ở với nhau được bao lâu? Cũng nợ con cũng lâu à, cũng mấy năm à. Ở mấy năm ha, rồi lúc đó là chị có bầu, rồi chị sinh con.
và khi mà sinh xong rồi ra bị bệnh gì và tạm bỏ thì tạm là một tháng tạm là đi không được luôn. Vàng ơi, mình đi mình lúc phá cửa là gì đấy ha? Hả? Trong vòng một tháng ta đây còn để được Rồi sao mình leo lên được chiếc xe lăn? từ đứng lên. Cái đường dài đi ra cũng khó nữa ha. Sao lăn được? Mà xe lăn nó kẹt trong đây sao? Đâu chứ? Bây giờ cô leo lên xe lăn leo sao đâu leo tôi con coi thế rồi. Được không? Leo không thuốc cự leo lên khó leo. Có sáng có ai đỡ lên xe gì không? Sáng bò ra từ đứng lên. Đâu cô bò ra, cô đứng lên sao cho con coi. Phan để gửi cho cô cái này đi. Chị ơi, em xin biếu chị bịch gạo nha. Rồi chai dầu ăn, chai nước tương đó nha chị. Rồi thôi em xin gửi cho chị thêm 500 nghìn nữa của anh chị Diêu Âm ở bên Mỹ ạ. Dạ. Chúc chị nhiều sức khỏe nha. Tại bệnh động là không được đâu. Dạ. Lên thêm được tháng ra ngoài rồi uống thuốc rồi mới lên. Sáng uống thuốc cái này kia mới lên xe nổi rồi bây giờ xuống rồi là lên hết nổi. Bây giờ là xuống thuốc rồi không có lên nổi ha. Trời ơi. Giờ là sáng uống thuốc mới lên nổi. Nhưng mà anh em thấy nè. Mà mỗi buổi sáng là chị phải lên chiếc xe này đi bán nha. Đi bán vé số đó mà phải đi lết chậm ghi hồi nãy thấy rõ ràng không? Đi lên chiếc xe này vé số rồi mọi người. Khó khăn ha. Hoàn cảnh của chị thì chắc là khổ phải tội luôn. Nó từ lúc căn nhà sập sệ rồi. Ở nhà là ở đậu ha. Xanh ra xong rồi chặt. Ai mà còn thấy cứng đắc luôn. Tê cái chân ha. Rồi tối mình ngủ được không? Tối trời ngủ được. Tối ngủ được ha. Tối cho anh đã thay đồ nóng này kia nó cái thay đồ. Có dầu nóng có thay vô ha. Bên trong là mình nấu ăn bên trong đó hả? Bên trong em nấu ăn. Làm ngày hương mình ăn cái gì? Có cái gì ăn hết đấy. Là mình sống ở đây từ nhỏ lớn ha. Rồi hồi lúc trước mình đi đâu mà mình gặp chồng mà mình rồi chồng mình ở với chồng mình xong rồi bị chồng mình bỏ. Cái lúc đó chồng ở đây luôn. Rồi ổng đi đâu mà ổng gặp chị? Có người anh có bà con lên trên này đó. Cái anh thuốc trời đó. Có bà con chị. Rồi lúc đó ổng bỏ đi là mình có hay không? Kỳ đâu ổng đi đó thì mới bệnh nào phát bệnh thì rồi tới lên đây chừng tháng là về. Tính ông đi vài tháng về ha. Đây luôn. Trời ơi, nó chỉ muốn khóc luôn rồi. Lúc đó vừa nuôi con rồi vừa thêm đi đứng khó khăn vậy luôn. Rồi thêm nhớ chồng nữa không chị? Không mới bệnh đầu thì nhớ nha. Biết ở ngay đây lâu quá làm chưa quên. Nhờ ông đi lúc đó ông có nói lại câu nào không? Không luôn. Không nghe là đi là trong cái sự âm thầm đúng không? Nếu mà mình nghe kỹ chị nói là gì là rất là thương. Tại vì lúc mới sanh ra là chị bị bệnh như thế này. Rồi thêm chồng bỏ cái nữa. Rất là khó khăn. Vừa bệnh như gì phải nuôi con nhỏ nữa. Mới bệnh đầu thì còn má. Má cũng chị rơi nước mắt luôn rồi. Cái bây giờ cái má mắt rồi. Trời ơi khóc luôn rồi kìa. Nhớ, chị có nhớ má hay gì? Dạ. Nhớ nhiều không? Má không nhớ lắm. Nhớ nhiều không? Dạ. Nhiều ha. Rồi tối nằm bao gặp má không? Không đâu. Em nghe nói là ở đây là chị có với hai chị em phải không? Sống sát chết nhà nữa phải không? Đây là người này là em. Em của chị. Mà đây là người chị. Dạ. Là ở đất đậu hết đó ha. Rồi cái nhà nhỏ xíu nè mọi người, ngang có 1.5m 2m rồi. Trời ơi nóng lắm. Chưa 2m à. Mình đứng đây mà hầm nóng gì nè. Rồi mình đi bán cái số thì chị bán ở đâu? Bán cho mình đó, dạ cảm ơn đó. Dạ. Bán ngày được nhiêu tờ? Triệu hát mà 70. 70 tờ ha. Được 70 ngàn rồi về mua gì ăn? Cũng như là cá mắm rồi con mà. Cá mắm ha. Cá gạo được mà con cho. Hèm ăn cái gì nhất? Con không có hèm đó.
Mình thấy bà con giờ này nó nặng đủ cái này nè. Cho rồi có ăn dư dành cho con ta. Không có dám ăn nhiều ha. Không dám ăn nhiều. Bây giờ cô có hèm gì không? Không có thèm ăn. Cơm với cá ha. Có thèm thịt không? Thịt gà, thịt heo rồi đó, thịt vịt rồi đó, có thèm không? Không có thèm, không có thèm. Tức là tiền ngày có mấy chục ngàn, không dám mua đồ ăn ngon ăn. Không dám mua đồ ăn ha. Không dám mua đồ ăn ha. Cũng nhờ tiền lợi đó, cả đủ nặng tiền lợi không hả? Còn tiền giống này trả lại cho ta. Mà trời mưa rồi sao mình đi bán được? Khi nào trời mưa cũng bán nữa. Trời mưa cũng đi bán luôn. Rồi mình đẩy chiếc xe bằng tay hả? Bằng tay. Ngồi trên đó mình dùng tay mình đẩy ha. Mình lăn lăn cái bánh ha. Ngủ cho ngủ mà trống không có chiếu luôn hả? Ngủ bằng cái tấm ni lông này nè. Tấm cao su. Tấm cao su này nè. Cái nhà nhỏ. Không có chiếu nằm hả? Thiết nè. Tội nghiệp quá. Sao chị khóc? Vui hay gì chị? Có mấy em đi cái thăm vui hay gì? Vui hả? Ừ. Mấy em có dịp đi ngang thì sẽ ghé thăm chị. Mừng lắm đó. Mừng ha. Mừng lắm đó. Mừng ha. Giờ chỉ có những gì yếu à? Yếu á, yếu xìu hả? Yếu xìu ha. Đi lết mà lết không nổi nữa, nhẹ nhẹ nữa. Để bữa nào mấy anh em có đi ngang thì sẽ ghé lại thăm chị nữa nha. Rồi chúc chị nhiều sức khỏe ha. Để mấy em đi qua thăm người em của chị nữa, cũng giống như chị này luôn nè, nghe nói là cũng bệnh luôn hả chị? Bệnh luôn. Trời ơi. Trời ơi. Mà nghe nói chồng bỏ nữa phải không? Chồng bỏ luôn. Trời ơi, hai chị em giống thịt đâu nha. Hai chị em chồng bỏ hết rồi. Rồi vậy mấy em chúc chị nhiều sức khỏe nha. Rồi. Mấy em sẽ qua bển trò chuyện với người em của chị chút xíu. Nhà cũng kế bên luôn cô bác anh chị. Không bệnh đây nè. Cô làm sao? Sống gì gì như chồng bỏ là cũng 5 năm mà chứ chồng bỏ cũng đó chưa có bệnh. Từ bữa chị bệnh 2 năm mà. Cô bệnh gì? Bệnh mà tao bị nhẹ chứ khớp. Rồi tay chân của cô hồi nãy thấy đứng ở ngoài đi là nó bị quéo quéo lên đó hả? Quéo lên chứ trò đi nó hơi nhức nhức nha. Là tay biến? Tay biến nhẹ. Biến chứ trời nhất. Rồi mấy anh em thấy nghe nói là con của chị là bị bệnh nữa, là bệnh gì nữa hả? Bệnh rối loạn tâm thần. Anh ơi. Chào con gái nha. Lúc nhớ lúc không. Trời ơi. Con gái nhiêu tuổi rồi? 16 thôi. Con gái con tên gì con gái? Tên Vẹn. Tên Vẹn. À. Con có đi học không? Con học lớp 4 nghỉ rồi. Lớp 4 rồi, con học lớp 4 có biết chữ không? Biết không? Biết thì sao đâu đọc chữ cho chú nghe hết rồi. Dạ không, con không biết chữ. Sao kỳ vậy? Con nhớ lúc học rồi cậu ơi. Rồi cháu ấy được đưa đi trị bệnh ở đâu qua chị? Trị bệnh có diệm đi chắc hay trị bệnh ngoài thành phố á. Phố? Cũng đỡ, già đỡ. Bây giờ nhiêu tuổi rồi? Nhiêu tuổi con? Con gì tuổi? 16 tuổi cái gì? 16 tuổi hay gì á? Thì 16 đó. Rồi con ở đây với mẹ nữa hả? Dạ. Có tiếp biết... mẹ không con? Dạ không. Không biết tiếp mẹ luôn. Con biết cha không? Dạ biết. Cha ở đâu? Cha con ơi đi đâu con không biết. Biết mặt cha ha, mà cha đi đâu không biết. Dạ. À, lúc cha bỏ hai mẹ con là con biết không? Dạ biết không? Biết. Rồi con có muốn cha gì không? Con không biết, hỏi mẹ. Mẹ chị hiền thờ rồi. Hàng ngày con biết nấu cơm ăn không? Dạ biết. Cô từ ấy giờ mình có đi chị cho con bé là cái chỗ nào không hay là có chị ngoài chị ông thầy mình bên cô cái xe rồi chị mình rốt á. Dạ. Rồi con bé nó có lúc nó có lên cơn gì không hay là có lúc lên cơn khi dục độ xong đó. Dạ đỡ rồi đó. Cái phố trên nó bớt. Đúng rồi. Lên cơn có cừ được không hay là có, lúc cừ nó khóc nữa. Lúc khóc nữa ha. Quẹn, cho chú hỏi nha, lúc mà con bị lên cái cơn bệnh của mình á, lúc cười lúc khóc con bây giờ con nhớ lại không? Nhớ là lúc đó mình cười mình khóc mình biết gì không? Dạ không. Không biết gì luôn ha. Dạ không biết gì chứ. Bây giờ là con quên hết trơn hả? Dạ. À, mà bây giờ con cảm thấy cái đầu óc của con thấy nó khỏe khoắn hơn lúc trước chưa? Dạ thấy
Rồi vẫn còn uống thuốc không con? Dạ còn. Ờ tội nghiệp ha. Gắng ngoan giúp cho mẹ nha, mẹ bị bệnh, nó cười. Rồi mẹ con đi làm gì con? Mẹ con bán vé số. Bán vé số nuôi con hả? Dạ. Rồi chị tai biến rồi đi, thấy đi đứng khó khăn gì chị đi bán vé số nổi không? Được rồi, chắc quá không à. Đi bộ từ đâu tới đâu? Anh hai chở cho phường nhìn hai chở rồi bỏ cái xăng bác. Cái xăng ở lớp giò đó hả? Lớp giò. Hèn chi em thấy chị mặt quen đứng ngoài đó. Bác cái xăng không? Phải không? Cậu rồi. À. Rồi, trời ơi. Con thương mẹ hơn ba nhiều. Con hả? Con hơn mẹ. Có hơn ba không? Dạ, không. Ổng đi con đâu hơn đâu. Không đi không hơn ha. Dạ. Bỏ con rồi con không thương ha. Dạ đúng rồi. Rồi con có phụ nấu cơm với chén gì cho mẹ không? Dạ không. Không luôn. Dạ không. Con không biết làm hay sao? Dạ không biết làm. Mẹ có chỉ không? Dạ không. Đâu con hát là khúc cho chú nghe hay rồi. Dạ con không biết hát đâu. Sao kỳ vậy? Con biết hát. Biết đọc chữ không? Dạ biết đọc chữ. Đâu con đọc coi. Chữ gì? Dạ ơi con cũng quên mất tiền. Kỳ vậy? Đâu có chữ gì đâu thấy mà đọc. Kìa đọc trong cái áo không kìa, chữ gì? Chữ bự bự đó. Cái này con không biết chữ gì nữa. Ủa sao con học lớp 4 mà con không biết chữ gì hả? Dạ con quên rồi. Con quên rồi hả? Dạ. Nhớ này số mấy không? Dạ số 2. Biết mà. Biết. Này. Số vừa biết á. 10 cộng 10 mấy? 10 cộng 10 ha bằng 20. À, vừa biết mà, tại 50 vì 10 cộng 50. 100. À 100 cộng. Thôi ơi, vui nha con. Có mấy chú tới thăm vui ha. 100 100 cộng 100 là nhiêu? 200. 200 500 cộng 500. 1 triệu. Ờ. Hay ha. Vậy là biết mà. Bình thường vui ha, cười vui ha. Cười ngổ rồi. Cho em hỏi về hoàn cảnh của chị chút xíu nữa đi, là chị đi bán vé số gì một ngày được nhiêu tờ, là dựa vào cái đồng tiền đó hai mẹ con sinh sống đó hả? Bán ngày có nhập vé là 100 ngàn rồi thuốc men à chị nhớ 100 ngàn trời ơi đúng. Rồi mẹ uống thuốc rồi con uống thuốc nữa không đủ nữa. Là chồng chị bỏ từ hồi lúc đó là mười mấy năm nay ha. Bỏ năm sáu năm mà. Mới bỏ năm sáu năm rồi ha. Lập nha. Rồi hồi lúc đó mà làm gì mà chồng bỏ chị? Lúc bán số cũng buồn bực lâu, cái lộn nó cũng bỏ. Cái lộn nó bỏ hả? Là ông bỏ là ông đi đâu? Hồi giờ không biết đi đâu. Con bé này nó giống cha hay giống chị? Nó hơi chắc chứ cũng hơi ba nó vậy. Hơi giống ba ha. Rồi lúc mà cháu này bị bệnh phát cái gì đó đưa đi bệnh viện rồi tiền đâu mình lo? Nhung chị em lo mượn đỡ, chị em lo giật đâu có tiền đâu cậu. Chị em đồ lo mượn. Mượn mày trả luôn à? Bán vé số con 100 ngàn không đủ sống hàng ngày nữa, tiền đâu trả? Rồi con bệnh lâu chưa con gái? Dạ. Con bệnh lâu chưa? Con không biết. Không biết nữa hả? Nó bệnh lâu chưa con? Nó bệnh bọt tháng này. Mấy tháng này hả? Rồi sao mà tự anh bệnh hay gì? Tự nhiên bệnh đi dòm ngắm dòm nó cười mắt nó lên lên à. Rồi cái lúc mà mình đi khám đó bác sĩ có nói bị bệnh gì không? Thì khám gì nói bị nó loạn tâm thần. Rối loạn tâm thần. Là cách chữa trị là như thế nào? Có bác sĩ có nói không? Chị bác sĩ đưa to thuốc. Uống thuốc thôi ha chứ không có gì chứ nha. À, không có gì đỡ bớt rồi cậu. Em bữa hổm có nghe bà chị bên kia nói là cái cháu này bữa hổm lúc trước á là mới phát bệnh ra tưởng đâu liên quan mấy cái vấn đề tâm linh, và có từng đưa thầy bà chị mà không hết phải không? Thì không hết. Lúc đó tưởng là bị tâm linh đó hả? Dạ. À, rồi sau này đi bệnh viện mới biết là bị thần kinh. Thần kinh. Ừ. Rồi tự anh con bị ha gái? Dạ. Tự anh con bị bệnh như hả? Dạ. Là lúc đó là nghỉ học rồi hay con? Nghỉ học. Rồi con đeo sâu chuỗi đó con có niệm Phật không? Dạ không. Sao không niệm Phật? Mình niệm Phật mới mau hết bệnh chứ. Con lặn cho chỗ con niệm Phật. Mình bệnh cái mình gán niệm Phật nhiều vô. Dạ con không niệm Phật đâu. Sao kỳ hả? Sao không niệm? Không. Niệm Phật tốt lắm đó. Không. Con người ta niệm Phật là tự nhiên người ta có sức khỏe luôn đó. Con theo đạo Chúa mà. À xin lỗi. Bên Chúa ha. À. Đạo Chúa ha. Dạ, con đạo Chúa. Rồi con bị gì rồi bạn bè con có tới thăm con không hay là sao không? Con bạn bè con hả? Con đâu có bạn bè đâu. Bạn bè học chung con đó.
học chung lâu rồi, nghỉ lâu cũng quên chưa. Ở đây cháu không có bạn bè chân hả cô? Học. Rồi lúc trước con đi học gì có ai khi dễ con nhà nghèo gì không? Dạ, con cũng nhớ. Không nhớ nữa ha. Dạ. Giống như là mới 3 tháng nay bị bệnh rồi mất trí nhớ hết từ đó trở về trước rồi. Mất nhớ. Chỉ sau này à. Trời ơi căn nhà của chị nè. Ở đây với mẹ hay gì? Bệnh. Nhà anh Bảnh là của ai? Nhà mình chị dâu. Của chị dâu? Ngủ chén. Mà đất này là của người ta không hả? Của người ta. Trời ơi, cả gia đình ở đậu không trời, ngự cái phòng nhỏ nhỏ à. Nhỏ xíu. Lên đây cũng lên chị ngủ à. Ờ. Nè, mọi người thấy từ trước ra sau chỉ có 4-5 mét, bề ngang thì được 2 mét. Mẹ thì bị bệnh là tai biến, giờ con thì bị bệnh là rối loạn thần kinh nữa. Kinh nữa. Đó, thì cuộc sống hai mẹ con rất là vất vả luôn. Vất vả, khổ luôn. Một ngày 100 ngàn tiền bán vé số. Nhất là cái bé này nè, nó mới có 16 tuổi là cũng như là nó bị như vậy làm sao mà nó lo mẹ nó được, cái nuôi mẹ nó được. Rồi con đi bán vé số được không? Phụ mẹ. Dạ thôi, con không đi bán đâu. Sao không bán, đi phụ mẹ đi bán thêm thêm. Sao mà con không bán nè, con nói thế là con không muốn chịu bán vé số. Mà sao con bây giờ con khỏe hẳn chưa? Con thấy con người con là hết bệnh khỏe chưa? Dạ khỏe. Giờ còn uống thuốc không? Còn thuốc. Còn thuốc là chưa khỏe. Bây giờ là con không có muốn bán vé số, giờ con muốn bán gì? Thì con muốn vô công ty làm với chị hai. À, muốn trời vô công ty làm gì đó ha. Dạ. Con có bệnh vậy rồi, người ta đâu có mướn con đâu. Con chưa hết bệnh xong đi bán. Con chưa hết bệnh xong con vô đi còn công ty làm được. Ủa chị hai, nó nói chị hai, vậy là chị có mấy người con? Có hai đứa, nó có chồng rồi, nó cũng làm cho mai nữa. Một đứa con gái thứ hai là có chồng rồi. Có chồng rồi. Rồi khá giả không, có lo cho chị gì không? Không, lo nó cũng nhà của cậu rồi. Trời ơi. Còn đứa này nè, lo đứa này giờ nó bệnh nữa. Ừ. Tội nghiệp không? Ừ. Con ăn uống rồi được không? Dạ. Con ăn uống được không? Dạ, ăn uống bình thường ạ. Cái móng giò bị gì mà nó chóc hết hả? Dạ bị trời ơi phong thấp. Phong thấp hả? Mới 16 tuổi rồi bệnh thế này nữa. Chấp hết chưa? Chấp hết rồi. Bình thường ngày con ăn mấy chén cơm vậy? Mấy chén cơm hả? Ừ. Con cũng không nhớ nữa. Không nhớ luôn hả? Ăn cơm không nhớ luôn á. Con ăn cơm bằng chén hay bằng tô? Dạ tô ăn bình thường à. Ăn tô ăn bình thường ha. Dạ. Tội nghiệp hả chứ. Rồi chị đi bán vé số gì rồi phải về nấu cơm nữa hả? Dạ, chị được quán ở nhà lâu giờ cũng nói không nè. À, tại mấy tháng nay bệnh rồi ở nhà không đó hả? Ở nhà không á. Sợ đi ra lộ? Dạ, ở nhà không á. Rồi ở nhà có tiền đâu mà xài. Bởi không có chìm vô vậy nó ăn bề bạ thế rồi. Mấy chị dâu cho. Sợ đi ra lộ rồi, sợ xe trời ơi, khổ ở nhà nữa. Ở nhà còn giọng nó không tháng mấy nay chị được quán. Do là nó bệnh rồi, cái chị phải ở nhà không đi bán vé số được. Với lại cái độ tuổi này nè là mình phải quan tâm giữ nè, chứ không phải là nhiều thanh niên rồi đó. Nhiều thanh niên đồ ta thấy gì nè. Bởi chị ra quá. Nhà dòng nó không. Rồi như vậy từ hồi lúc mà chị chồng chị bỏ giờ chị nuôi nó rồi cảm giác chị thấy là buồn tuổi không? Tuổi cậu cũng quê cũng khóc chứ con cũng đỡ rồi cậu ơi. Không khóc đêm không? Khóc giờ qua cũng gọi cậu. Nhưng mà cái số phận mình giờ con mình bị gì đó. Con bị chị cũng gặp vậy cứ giờ sao giờ. Ừ. Cậu rơi nước mắt luôn. Khóc luôn. Buồn. Số phận là mình cũng không biết mẹ cầu cứu từ đâu á chị. Chùa nước mắt cho mẹ kìa. Đấy. Dạ. Chùa nước mắt cho mẹ kìa. Dạ. Sao kỳ á? Cái gì cũng hôi. Con thương mẹ không? Không. Thương nhiều không? Nhiều. Lâu không mẹ cái. Dạ thôi. Sao kỳ á? Thôi con không. Không hả? Dạ không. Nó biết nghe lời cô không? Nó khi nó nói chuyện nhìn nó hơi nghe, khi rút con nghe. Có tỉnh gì ra nó không được á. Tỉnh là nói nghe ha. Ừ. Con biết thương mẹ nghe. Nghe không? Dạ. Cái nhà dòm nó không chả đi ra lỗ đi một kiếm không được á. Ừ. Nhà ở dòm nó hôm nay nghỉ cho quá mà. Bởi diễn tháng mấy nay là giờ ở nhà không lo cho nó không lo nó không. Rồi mình nấu ăn là đây đây đó hả cô? Đây không nè. Giúp gà đó hả? Nhỏ xíu gì nè. Ăn cơm chứ khô quẹt không với cậu ơi, cá hành động được không? Vậy đó hả? Để chảo khô quẹt nữa kìa. Rồi ơi. Lấy con coi thử coi. Nè. Kìa mới chảo khô quẹt nữa hả? Ừ. Đâu dám cậu
Cô đi cũng không được nữa hả? Cậu đi cũng bị giấy nè. Cô đứng lại được không? Cô đứng lên cho bà con cô bác coi. Cô đứng lên là tay chân của cổ bị quá. Trời ơi, có mấy con cá lồng tông cô quẹt à. Đúng là thật sự. Chỉ có cô quẹt vậy thôi chứ không có canh bọng như luôn hả? Trời ơi, hai mẹ con. Cỡ 5 6 người vô là đứng không vừa. Nhỏ xíu vậy nè. Ngồi không được, nhỏ xíu à. Nóng nữa thiệt, kế bên nữa. Ngang 2 mét à, dài vô chừng 4 mét à, 4 mét rưỡi. Là ở đây là bao nhiêu năm rồi chị? Chợ đi mấy năm rồi. Mười mấy năm. Là ta cho mình ở tới hoài luôn đó ha. Ừ. Ở hoài luôn. Ờ thấy gì đâu, mấy chị em của chị Út này ở đây đắc đậu mà ai cũng khổ hết trơn ta. Rồi lúc đó cha mẹ của mấy chị á, là có khá giả, có đỡ không? Hay là vẫn nghèo khổ? Cũng đỡ mà ốc mà ghét trơn rồi. Đỡ, rồi tới mấy chị em của chị là mới khổ ha. Dạ. Đó. Cười gì à? Cái gì vui cười à? Dạ. Quẹn. Tự cười. Tự cười. Có chuyện gì vui không? Kể cho mấy chú nghe chứ. Đâu cười lại đi. Đây. Cười chú nghe rồi. Đâu cười lại coi. Trời ơi liếc. Nè cho chú hỏi coi, bữa nay có mấy chú đến đây trò chuyện với con với mẹ nè, vui không? Dạ vui. Vui ha. Vui con cười một tiếng rồi. Bự lên. Cười đi con. Tội nghiệp nhỏ. Con cười rồi à. Ừ, mất tự hứng là cười à. Tội nghiệp đó. Nghiệp quá. Mấy chú đến vậy nè, con mừng không? Dạ mừng. Mừng ha. Dạ. Biết xài tiền không? Dạ biết. Biết ha. Dạ. Có khi nào mẹ cho tiền đi ăn bánh không? Dạ không. Nhưng nó có xài tiền được không chị? Nó vậy thôi, giúp như tiền là mắc. Là mắc hả? Lúc đó chắc là chưa bệnh nó còn nhớ còn biết, bây giờ sao bây quên. Bây giờ quên. Ừ. Bây giờ chú cho con tiền con biết không? Con biết tấm tiền nó bao nhiêu không? Dạ biết. À, ví dụ chú hỏi nha. Cái tấm này là cái tấm tiền bao nhiêu nè? 500 gì? 500 ngàn. Ồ giỏi với ta. Rồi mình đi ra chợ mình mua bánh á, người ta 50 ngàn á, người ta thối lại nhiêu? Thối lại mấy tiền lẻ. Ừ mà thối nhiêu tiền á? Thối mua 50 ngàn người ta thối lại nhiêu? Dạ con cũng biết. Rồi biết cái tờ giấy nhưng mà tiền thối rồi không biết. Bằng đêm ngủ con bé nó có cười không cô, hay là đêm lên thì ta có chạy chung đó cũng ngủ cũng quên nè. Cũng quên ha. À, cầm giùm nó là đang lớn là đang trưởng thành đó, để mà lo tương lai cuộc sống đó, không may hiện bé nó đã dính vào một cái bệnh. Dạ chị ơi, hôm nay mấy em cũng biết đến hoàn cảnh của mấy chị em của chị á, ở đây rất là khó khăn, hoàn cảnh đúng là khó thật sự. Em cũng có ít quà gửi cho chị là gồm chai dầu ăn, chai nước tương ha, một bịch gạo. Dạ. Rồi sẵn đây em cũng gửi cho chị thêm tiền ha, là gửi cho chị 2 triệu từ tấm lòng của anh chị Dư Âm ở bên Mỹ 500 nghìn, của cô Tươi ở bên Mỹ 500 nghìn, của một em gái giấu tên ở Mỹ 500 nghìn, của chị Thảo ở Lâm Đồng 500 nghìn nữa, thì tổng số 2 triệu em gửi để hỗ trợ cho chị có thêm tiền để mình lo thuốc men cho hai mẹ con nha. Cô có lời nào muốn gửi lời cảm ơn không? Cảm ơn giúp đỡ mà chịu hết số thì mấy ngày cũng đỡ, cũng có trình điện lo cho ăn với uống thuốc. Rồi con có lời nào muốn gửi đến Mạnh Thường Quân không? Dạ con cảm ơn. Vui không con? Dạ vui. Có gạo có nãy kia tiền mình vui ha. Dạ. Con giơ tay lên con chào coi. Chào. Biết mà. Biết. Hiền ha. Cười cho chú coi nghe coi. Nó cười bấm chân. Rồi vậy chúc cho chị gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ha, giữa hai mẹ con. Rồi khi đăng video này lên, bà con có bác thương người ta có thể người ta đến trực tiếp gia đình chị, người ta trợ giúp cho thêm. Ở đây là mình ở đâu chị? Dầm Cống, mình ở cái chỗ này là Dầm Cống. Ấp gì? Ấp Bình An. Ấp Bình An, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Dạ. Chị tên gì? Họ tên? Phan Thị Trung Loan.
Phan Thị Thu Loan. Còn cái chị bên kia là Phan Thị Thu Khoa. Thu Khoa. Dạ. Đó, đó là chỗ ở của hai chị em. Đó, cô bác anh chị, cái nhà nhỏ như thế này nè. Rất là xót thương luôn nha. Rồi em chúc hai mẹ con nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn. Dạ, Cao Hấn cũng xin chân thành cảm ơn cô bác anh chị em Mạnh Thường Quân cũng như quý khán giả luôn yêu thương những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ.